Xin chào tất cả bạn, đã rất lâu rồi thì ABV Beer Shop mới lên sóng. Thì trong clip lần này mà mình xin giới thiệu với các bạn một chiếc nồi vô cùng tiện lợi, rất là phù hợp với các bạn nấu bia tại nhà. Đây là chiếc nồi Easy Brew. Đầu tiên thì cái phần quan trọng nhất của cái thiết bị đầu bia này chính là cái nồi, có chức năng là nâng nhiệt, làm nóng dịch và khả năng bơm tuần hoàn. Ở đây là có một cái màn hình LED làm bảng điều khiển trung tâm. Ở bên này có một cái vòi để dùng để xả dịch ra khi kết thúc quá trình nấu. Ở phía bên trong nồi này thì có một cái ống lọc bazooka, tác dụng là dùng để ngăn cản cái bã man vào trong vòi và dùng để làm trong dịch. Ở đây có một đoạn ống dùng để hút, kết nối với cả bơm dùng để tuần hoàn dịch. Bộ phận tiếp theo đấy là một cái ống man dùng để chứa man trong quá trình đường hóa, và một cái muôi khuấy dùng để khuấy man. Tiếp theo là cái khay này dùng để lọc bã, một cái ống dùng để lọc bã hoa khi sôi hoa, ống này dùng để bơm tuần hoàn và ống rửa gà dùng để làm lạnh nhanh. Bây giờ chúng ta hãy cùng khám phá những điểm thú vị khi sử dụng nồi Easy Brew nhé. Đây là một chiếc nồi rất là tiện lợi, có khả năng setup công thức và chạy tự động 100%. Để setup công thức, đầu tiên chúng ta sẽ bật nguồn, chọn mục Auto. Trên bảng điều khiển có các thông số để điều chỉnh nhiệt độ, thời gian và công suất. Sau khi đã setup xong công thức thì chúng ta ấn vào nút Start để bắt đầu nấu. Sau khi cho man vào ống man, chúng ta sẽ đảo đều. Bước tiếp theo chúng ta sẽ phần lắp phần trên của đáy lọc vào. Sau khi đã lắp xong ống man, chúng ta sẽ lắp ống để bơm tuần hoàn. Chúng ta sẽ mở khóa đường bơm tuần hoàn. Sau đó chúng ta sẽ ấn vào nút Auto để xác nhận quá trình. Sau khi kết thúc quá trình đường hóa thì chúng ta sẽ tiến hành rửa bã. Bây giờ các bạn sẽ đổ thêm khoảng 5 lít nước để rửa bã. Nhiệt độ nước ở khoảng 78 độ C. Khi kết thúc quá trình rửa bã thì chúng ta sẽ bỏ ống man ra để chuyển đến quá trình sôi hoa. Sau khi sôi được 10 phút thì chúng ta sẽ bỏ hoa lần thứ nhất vào. Ở đây hoa lần đầu chúng ta sử dụng là 15g hoa chín núc. Như vậy là mình đã kết thúc quá trình sôi hoa. Thì mình sẽ bổ sung 5g hoa bạc lê vào cuối quá trình sôi. Sau khi kết thúc quá trình sôi hoa thì chúng ta sẽ lấy ra ống đựng bã hoa và tiếp đến quá trình làm lạnh nhanh, chúng ta sẽ sử dụng ống ruột gà
thì ấm nước gà sẽ được đi kèm với cả bộ nồi nấu Easy Brew bán tại AV Beer Shop. Chỉ với một chiếc nồi, bạn đã sở hữu một hệ thống rất hoàn chỉnh, all-in-one từ khi meshing đến khi làm lạnh, vận hành tự động theo công thức được thiết lập trước. Bảng điều khiển với màn hình hiển thị LCD giúp bạn theo dõi hoạt động của nồi nấu, có chuông thông báo khi tới bước lọc và các bước bỏ hoa, tuần hoàn dịch đường trong suốt quá trình nấu giúp nồi không bị cháy, không cần khuấy liên tục. Khi mua một nồi nấu, bạn sẽ được tặng ngay một set nguyên liệu Belgian Christmas. Đặt hàng ngay tại website abbbeershop.com.